dọn bông đi cái nha. Đi mua đúng rồi. Vậy nha mọi người. Đem từ đó về dắt vợ méo quá. Dạ. Cái này luôn. Hai kia nó sẽ cái đâu. Quay qua coi da mặt. Trời ơi. Ôi nhãn gì nhãn ngon dữ vậy. Đây mặt mộng nha mọi người. Đây mặt Loan ơi em cũng quay video cũng vậy. Cái này giống nhãn mình đúc. Loan ơi, quay video không? Không phải. 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 Không bữa nay bỏ mấy đứa nó nhà hết rồi. Đây có mình đang đi Loan đi ha. Bữa nay chị là chị rất thấy nhiều anh chị vui quá. Cảm giác hạnh phúc ha. Ừ, quá trời đông ơi. Quá trời luôn rồi em ơi, từ từ hết em ơi, từ từ thôi. Từ hết em ơi. Ờ. Ai cũng có phần thôi. Từng phần em đó. Ai cũng có phần thôi. Ai cũng có phần thôi. Ai cũng có phần thôi. Chú lại đây đông rồi. Trời, quá trời rồi. Quá trời cả nhà. Quá trời nhộn nghiệp à. Em đổ mồ hôi quá luôn rồi nè. Đồng bằng cứ vậy không nè. Vì sao đã đừng hay. Nước cho ba mình nhé. Có cả cái kem nữa nè. Vì sao đây chứ. Mà lặng lẽ ra đi vậy. Ừ. Và lặng lẽ. Bắt đường ra đi. Thì qua bản là đứng chị thôi. Đó, chị đang lao lao bàn thờ cho tổ năm nha cô chú anh chị. Chị đang lao dọn chỗ để lên tí nữa. Lần nào chị lên chị cũng phải lao dọn mấy cái ly trước. Mạnh tay lên cho ba nhà người xem đi cả nhà. Cô chú ở miền Tây tôi thấy luôn nha. Rồi cô chú ở đâu nè? Ở đâu nè? Trên khắp toàn đất nước bình luận lên nè. Mỹ Kho Đương Nha gì nè, đem xem luôn kìa. Quán Phú Kho đang xem nè. Chị lo chị cười á. Chị lắc đầu không? Trời ơi. Bữa nay có mấy anh em YouTube này xuống vui đông vui ghê luôn chị. Cậu Năm phải vui mà. Ờ lúc nào cậu Năm phải vui á. Hồi nãy giờ bà Sáu có vô kênh anh coi chưa? Trời ơi vô nãy giờ bà bắt cỡ không chết. Bà nói trời ơi giờ không biết nhức mặt đi làm sao đây. Nói chung cậu Năm phải vui nha cả nhà ơi. Nay vui vậy là cậu Năm vui luôn. Bữa thì giờ bà có khóc không? Trời mày đang chết. Đúng mày đó. Chết vui quá trời. Mừng vui vậy. Có khán giả nói xem đang cái công việc mà đầu tiên chị lên là chị phải lau dọn cái bàn thờ cho ba mình. Và cái chung nước theo với chung chị. Bà con cô bác lau dọn ha để sắp tới này chị cũng chuẩn bị mở thêm một cái shop ha quý vị chung chị. Bên này chị lon có cái màu cam sen là rót nhang sẵn cho mẹ luôn cả. Cái này lâu rồi. Cái này là mình bán luôn hả chị? Hôm nay thì không có bể bùn lên nghe quý cô chú anh chị, bể bùn ở nhà. Chị Hồng Loan chuẩn bị khai trương cái shop mỹ phẩm nha. Ơi. Có gì cả nhà ai về mỹ phẩm ủng hộ luôn nha. Phải chị lo không? Trời ơi chị đẹp tự nhiên luôn nè. Nghe đẹp tự nhiên, cái tự nhiên có người xỉu. Que xỉu nè. Que xỉu nè. Đẹp từ mỹ phẩm. Que trên cây té xỉu nè. Em bớt rồi đó. Nội nó chứ tiếu gì trời. Không, không nhìn được cười với ổng luôn á. Ngọc đâu mà Ngọc trộn. Mấy cây nó chưa chảy
Dẹp dẹp ra cho nó mát anh em ơi. Buồn thật nóng quá. Thôi đi 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 anh nào mượn anh ấy. Anh nào cao ngồi xuống không có. Tôi đánh lùng tôi ngồi đâu có được. Nhột à nhột nhột. Đừng chi xó ghi xó ghi. Tới chị Lo chuẩn bị đi Mỹ hát rồi. Ừ. Có nữa hả? Có rồi, có chứ chạy có. Mỹ Phước. Mỹ Phước đó đúng rồi. Mỹ Phước 2 Mỹ Ho cũng được, Mỹ nhầm Ho. Gì. Miễn có Mỹ là được. Nay là Hồng Lo lên xin cha để hát hay. Ừ. Năm mấy năm rồi. Nói chung là Mỹ Phước là gần một năm cách đây. Thôi coi trật tự đi, trật tự để chị Cúc. Cho chị nhiều show diễn hát nhiều nhiều ha, có người ta vui rồi buôn hàng buôn hai bán đất hang quá trời quá đất luôn. Chiến này cậu Năm cho khai trương shop mỹ phẩm là bán hết shop luôn. Bán hết mỹ phẩm luôn. Bán hết mỹ phẩm để bán hết shop không? Ờ, giải thể luôn á. Bán hết mỹ phẩm luôn. Lúc đó là dọn, tại em đây mầm cũng bán hết mỹ phẩm luôn nha. Trời em đấu quá. Chuẩn bị đồ trai cúng cậu Năm nè. Ông nay râu nhiều đừng chụp xấu lắm. Râu mới là mẹ chứ. Râu tao mới không cỡ. Chị sẽ trời ơi ngon quá trời ta. Mì sao nè. Chưa hết trơn, nó ngon. Ủa, góc bên này cái quý của chú chị. Trời ơi, đúng ngon quá. Tàu hủ kho ha, rồi mì có mì sao nữa kìa. Mì xào đâu? Sao đó. Mì xào rồi có tàu hủ xả đâu ha. Trời ơi, không có được làm mì xào đó nha. Cái này mà lên rồi gặp cô Sáu có bào dữ à. Trời ơi. Thêm gia vị vào cô Sáu có ăn mặn chát. Mâm đúng bài luôn ha. Trời vừa hết mâm cô Sáu có bảy hoài luôn. Chưa mọi người thấy chưa. Chị ơi. Mạnh tay lên cái nhà ơi, cái nhà mạnh dạn. Cái này còn không vậy? Không đổ cho đầy luôn đi chung luôn. Cái hồng bớt nước cái hồng bung đỏ đỏ đó không? Ờ đổ đó. Bung đỏ cho đầy. Nước ra. Múc nước bớt lên tay. Lấy lấy cái gì múc ra. Bung đổ ra đồng rồi. Có cái muỗng không? Bao tay đó chị ơi, để nước chiều quá nó mới tràn ra. Quá trời.
Rồi Tam ơi, nặng quá Tam ơi. Chẳng lấy dĩa trái cây lên luôn. À, đúng rồi. Dạ chào cả nhà nha. Đó, chị Liên gấp bò, đồ ăn nha cả nhà ơi. Cái giả luôn ủng hộ Hồng Loan nè. Cho qua, cho qua. Nếu này thì sẽ tự cho ăn cho cậu, cho ba. Nhà có lớn tiếng để thế đang ca mai câu năm giờ giờ ca chỉ lưu diễn với ông chuyện luôn ủng hộ thành ra cái nhà có lớn tiếng nha. Ăn cơm chỉ là thiện cảm mà cảm ơn bảy món nha. À, anh em qua bển em ơi. Còn bánh mì, còn bánh mì. Còn những kia, còn món nữa kìa anh em ơi. Mọi người lui đi, đi đồ cái mọi người. Tôi thấy ông đó còn đứng gần nhất á. Chia sẻ và chia sẻ luôn nhé cả nhà ơi. Anh chị nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ tất cả anh em luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi đăng ký rồi đúng rồi đó. Chia sẻ mạnh lên, mạnh lên anh chị ơi. Nặng không anh? Rồi không 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 bà nãy mà bà súng mà ổi quá bà cũng rất là cá luôn. Chẳng mốt mua nón giống anh Tam đội quá. Qua bông vô cái bình bông này cũng mua bông này nhiều quá trời đẹp luôn nè. Rồi trật tự anh em ơi. Anh em ơi đừng. Đừng đừng. Trời ơi. Cháu ngoại lại lâu không. Đây là bé Ken nha. À, con của là chị Hồng Loan. Quý vị chung chị lao mộ cho ông ngoại. Chị Hồng Loan thì đang cúng ngoài kia. Cúng trước cho ông ngoại nha. Quý vị chung chị. Thật tuyệt vời ha. Hôm bé Bun lên vừa vừa lao mộ vừa nhảy. Bây giờ giờ tới cho ông ngoại nè. Quá thương cho cả nhà. Giờ tới bé Ken. Chị Loan với anh Hải đi hấp nhang, bé Kem lau mộ cho ông ngoại. Quá giỏi luôn. Ừ, ông ngoại ông độ phù hộ cho giỏi ha. Hai mẹ làm ha. Thấy thương cho cả nhà. Nổi gì xé cả nhà ơi. Mấy anh nó mạnh không vậy? Sao anh ăn lên không nổi? Thay nhiên nhiên người xài quá. Bình thường mà quá bình thường. Lấy cái khăn mới lau mặt cho ông ngoại đi con. Lát con nhớ lấy khăn mới lau mặt cho ông ngoại. Khăn mới nào lau mặt